Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhá. Hôm nay em Toàn có một em Bình khá là đẹp luôn, một cái dáng Bình cũng là độc lạ luôn các bác ạ. Đây, mời tất cả các bác xem, em có một em bách hoa của Sachima nhé mọi người nhé. Em Bình này là Bình của Sachima. Đấy, em xin phép em chỉnh nó vào giữa. Đây, mời tất cả các bác xem. Một em Bình bách hoa vẽ vàng quá nhiều luôn các bác ạ. Đây này. Đấy, các bác xem thấy chưa? Vẽ vàng này, nổi chấm bi này. Ở hai bên này là có hai cái quai này, cũng là vẽ vàng này mọi người này. Nó ở cổ đây. Cũng vẽ vàng, một em Bình này thì nói chung là vàng vẽ vàng rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đẹp. Đây. Nó đặc biệt nó lại rất là sâu tuổi nữa. Đây, các bác xem là cái men nó xuống màu nó đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Đây, chuyện này các bác. Đấy, thấy chưa? Một em này quá sâu tuổi rồi. Em này phải có trên 120 năm tuổi rồi các bác nhá. Chuyện cũng vẽ vàng luôn nhá mọi người nhá. Chuyện vàng luôn. Rất là đẹp. Miệng thôi rồi luôn. Bình rất là đẹp. Ở trên miệng nó là có vẽ vàng ở xung quanh nhé mọi người nhé. Đây, vì tuổi đời nó sâu rồi, nó có những vết bạc đi do người ta sử dụng thì cái đấy thì cũng không thể tránh được khỏi. Nhưng mà chỉ cần quan trọng là cái bình nó có lành hay không thôi. Như trước này là tình trạng là bình lành tít nhé mọi người nhé. À, dáng này rất là đẹp luôn, cái dáng này mà về để các bác mà chơi bông ấy, cắm hoa thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, nó nhỏ nhỏ xinh xinh mình để vào cái bàn uống nước mình cắm hoa vào quá là đẹp luôn. Rồi em đo kích thước cho bác nha. Chiều cao của em này là cao 38 không mọi người nhé, chiều cao là 38. Miệng của nó là 16,6 nhé mọi người nhé. Miệng là cũng rộng rộng ấy. Miệng 6,6. Vòng bụng của nó lên đến là 76 nhá mọi người nhá. Vòng vòng bụng 76. Rất là ok luôn. Mời tất cả các bác xem sát để em quay sát nó lại, mời các bác xem cái họa tiết của nó nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Quý anh chị nào xem video của em mà ưng ý sản phẩm này mà chưa biết liên hệ với em theo hình thức nào thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ ship hàng về cho các bác. Trong vòng 14 ngày em sẽ ship hàng về cho các bác. Và em đảm bảo với các bác là hàng em ship về là em đảm bảo bao bẻ vỡ. Em báo giá ở trên video là giá bán về tận nhà các bác. Các bác không phải trả thêm một cái tiền phí gì nữa cả nhá. Em bao ship, em Toàn bao ship từ Nhật Bản về đến Việt Nam luôn. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người ơi. Mọi người xem video của em mà thấy hay thì mọi người cứ giới thiệu với bạn bè cái kênh của em nhé. Kênh của em Toàn là chuyên về đồ gốm sứ Nhật Bản nhé mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.